Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, những ngày này thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình chống dịch. Số ca nhiễm mới trong ngày đã lên đến 4 con số. Toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong 15 ngày. Thời điểm này khó khăn nhất vẫn là những người dân lao động ngoại tỉnh khi công việc thì phải tạm dừng mà nỗi lo cơm áo gạo tiền và hàng loạt các chi phí khác như thuê nhà thì vẫn thường trực. Thấu hiểu điều này, nhiều chủ nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng giảm tiền thuê trọ cho khách. Sài Gòn hoa lệ. Những ngày giãn cách thật khác lạ so với ngày thường đã đem lại cảm hứng sáng tác cho họa sĩ, được nhiều người biết đến qua bộ tranh Khẩu trang và Người nổi tiếng và tập sách ảnh cùng tên phát hành vào cuối năm 2020. Mới đây thì họa sĩ Lê Sa Long tiếp tục giới thiệu đến khán giả những bức tranh xúc động về Sài Gòn được anh vẽ trong thời gian giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ tranh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ vì những nét vẽ đầy chân thực cùng câu chuyện đầy ý nghĩa sau mỗi bức tranh. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những bức tranh này qua phần tổng hợp ngay sau đây. Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Đời sống người dân, nhất là những người lao động tự do, những người có thu nhập thấp rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thất nghiệp nhưng hàng tháng họ vẫn phải chi trả rất nhiều khoản chi phí như là tiền trọ, tiền mua gạo, mắm muối. Hiểu được hoàn cảnh cơm áo gạo tiền lúc khó khăn của người thuê trọ giữa mùa dịch, nhiều chủ trọ đã quyết định giảm giá tiền thuê để hỗ trợ mọi người san sẻ phần nhọc nhằn gánh nặng. Tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, ông Trần Đình Quân, trưởng ban điều hành khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh cho biết, ông được địa phương giao nhiệm vụ đi vận động các chủ khu nhà trọ khu phố 7 để giảm tiền trọ cho người lao động, công nhân vì tình hình dịch bệnh nên người thuê trọ gặp nhiều khó khăn. Ông Quân cũng có 2 căn nhà trên đường Tam Bình cho người khác thuê để kinh doanh và buôn bán. Dịch này nên những người thuê nhà kinh doanh buôn bán bấp bênh nên ông và vợ đã chủ động giảm nửa tiền nhà. Bà Hồ Thị Thơm, 50 tuổi, thuê nhà ông Quân cho biết, từ quê lên thành phố lập nghiệp, thuê nhà ông Quân 10 triệu đồng một tháng để bán bún bò. Dịch ập đến, buôn bán ế ẩm, bà đến 4 miệng ăn trong nhà trông chờ vào hàng bún bò nhỏ. Ấy vậy mà điêu đứng vì dịch. Thấu hiểu nỗi lòng của người thuê nhà, vợ chồng ông Quân đã chủ động giảm 5 triệu đồng một tháng tiền nhà cho bà Thơm, giảm bớt chút gánh nặng. Ở bữa cái nhà này là 10 triệu, mà giờ dịch khó khăn quá làm ăn không được thì chủ cô có giảm cho cô một nửa tiền nhà. Nói chung là chủ nhà bán cho mình giảm cho mình một nửa là mình cảm thấy cũng mừng. Có chủ nhà là giống như đồng viên ấy, là vợ một nhà cũng chừng nhà nên giống như mình để tinh thần để mình làm. Bà Đào Thị Huế, 57 tuổi, vợ ông Quân cho biết, trước khi nhà nước có đợt vận động giảm tiền trọ, đã đồng cảm nỗi vất vả khó khăn của những người thuê nên chủ động giảm từ trước. Tức là trước khi mà có cái chương trình mà nhà nước nói là đi vận động là cô cũng đã tự động cô. Mình cũng cảm thấy là thôi bây giờ tất cả cái gì cũng vậy nó khó khăn. Dịch mặc dù là chưa cấm nhưng mà cô cũng vẫn đã tự mình, cô nhắc nhở, cô nói thôi bây giờ mỗi người bớt một tí, mỗi ít lòng nhiều, những cái lúc khó khăn như này người ta mới cần đến. Mình ăn thêm một tí nó cũng chẳng được thêm cái gì cả. Cho nên là cô nghĩ như vậy mà cô giảm tiền nhà cho người ta. Cứ mỗi một lần mà nó đóng kẻ cửa là giảm dịch cái là cô giảm luôn. Không cần phải nói cái gì cả, là cô tự động cô gợi ý cho nó luôn. Nếu như không làm được thì thôi, không hay trả mặt bằng lại cho cô để cho nó đỡ. Nhưng mà nó thì nó không chịu. Nó nói là thôi bây giờ nó cũng đã làm cái nghề này rồi, cho nên là nó cố gắng. Thì cô bảo là thôi nếu mà cố gắng thì bây giờ thì hai cô cháu mình thì cùng nhau để mà cố gắng. Thì thôi cô tạm bớt cho mày một nửa tiền nhà. Không chỉ riêng gia đình ông Quân, phường Hiệp Bình Chánh có gia đình ông Dương Ngọc Điệp, 46 tuổi, có dãy trọ 20 phòng ở đường 43 cũng đang giảm tiền trọ cho người thất nghiệp, lao động nghèo. Đây không phải là lần đầu tiên ông Điệp tự động giảm tiền trọ cho người lao động, mà đợt dịch nào ông thấy mọi người khó khăn là ông mỗi chủ động giảm. Mỗi đợt dịch, đó, bản thân gia đình tôi là cũng giảm 300 ngàn một phần là tự động, chứ không có chờ đến chính quyền địa phương kêu gọi gì hết. Từ đợt dịch này cũng vậy, thì tôi cũng giảm mỗi phòng là 300 ngàn. Riêng phòng nào mà có người thất nghiệp thì tôi sẽ giảm 500 ngàn. Trên cái tinh thần lá lành đùm lá rách, mình thì nói chung là mình cũng phải là mình giàu có gì, nhưng mà mình có
thể mình tích là một chút cái phần nhỏ nhỏ để giúp đỡ cho người, tuy nó không nhiều nhưng mà giúp cho người ta vượt qua được một cái phần nào khó khăn. Em thì làm cái xe tháng thu nhập cũng được 7 triệu mà ở trọ lượng này thất nghiệp cũng có tháng rồi, tháng mấy rồi thì chủ trọ cũng giảm 500.000 tháng cũng đỡ trong việc mùa Covid này. Nghe một tháng thì em mở thuê thì 1,5 triệu, chú giảm 500 em thấy một tháng nó cũng đỡ cho mình phần nào, còn gạo búa ở nhà cũng vui, chủ trọ cũng giảm. Đây là bộ tranh khoảng 40 bức vẽ phong cảnh và ký họa sinh hoạt, tình cảm của người dân Sài Gòn trong những ngày giãn cách vì đại dịch đang được họa sĩ Lê Sa Long thực hiện như một cách tri ân thành phố của bao dung, của tình người hào hiệp. Anh đã khắc họa lại hơi thở cuộc sống của người dân thành phố. Đó là góc phố, những địa danh nổi tiếng là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh vắng vẻ trong mùa giãn cách, hay vẽ lại những câu chuyện rưng rưng tình người từ các bức ảnh của bạn bè, truyền thông xoay quanh chủ đề người Sài Gòn, tình cảm người dân trước dịch bệnh. Đó là bức tranh xúc động về cô bé 5 tuổi Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục bảo hộ bước lên xe cứu thương để được đưa đi điều trị do không may mắc Covid-19, được vẽ từ video do một điều dưỡng quay lại. Hai hình ảnh ca sĩ Hà Anh Tuấn cúi xuống thật gần với người nghèo khi góp 25 tấn gạo để cả Sài Gòn sẽ cùng nhau nấu cơm. Anh đã biến những bức ảnh xúc động mang thông điệp thành tranh theo ngôn ngữ hội họa, đồng thời thổi vào đó luồng sinh khí mới. Khi vẽ bộ tranh này, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của người công dân đối với một đất nước. Và tôi cũng rất vui là cái như là được sự là chia sẻ rất là nhiều trên mạng, rồi sự những cái comment gửi về từ Facebook của tôi. Và điều đó làm tôi xúc động thật sự. Bên cạnh đó là có nhiều người, doanh nhân, ngay cả những cái người nước ngoài cũng muốn mua để kỷ niệm lại cái Sài Gòn trong những ngày đại dịch. Giám đốc của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mà chỉ có chia sẻ là Sở Văn hóa Thông tin cùng với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mà muốn là xin tôi cái bản quyền và gọi là xin lại những cái file ảnh này để in thành tuyên truyền ở các ngã tư đường phố hoặc là trong những ngày cách ly, trong những khu vực cách ly. Và cái điều đó làm tôi rất tự hào bởi vì mình đóng góp một cái phần nhỏ bé vào trong cái sự gọi là đẩy lùi đại dịch của thành phố chúng ta. Bên cạnh đó, Lê Sa Long còn ký họa về các quán không đồng, siêu thị không đồng hoặc tủ lạnh cộng đồng, cùng hành động của những cá nhân, tổ chức góp phần san sẻ yêu thương, giúp những người yếu thế cùng vượt qua dịch bệnh. Họa sĩ Lê Sa Long đăng một số bức tranh kể chuyện Sài Gòn lên các trang cá nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thậm chí, có nhiều người hỏi mua tác phẩm mặc dù chưa xem tranh tận mắt. Có nhiều mạnh thường quân giúp sức và ngỏ ý muốn cùng tôi là tổ chức ra triển lãm và ra mắt sách của cái bộ tranh là Sài Gòn trong những ngày giãn cách. Và trong cái dịp đó thì ngoài cái chuyện đấu giá tranh và để gây quỹ từ thiện và ủng hộ cho trong cái quỹ phòng chống Covid, thì tôi cũng muốn nhảy, muốn tặng cái bức tranh Dòng sữa ngọt ngào cho đích thân là bác sĩ là Thanh Thúy của Bệnh viện Trưng Vương vì tấm lòng nhân hậu của cô, hoặc là ca sĩ Hà Anh Tuấn là một người trẻ có nhiều thành công về âm nhạc nhưng mà có một cái trái tim rất nhân hậu và chính là một cái điểm sáng của cái người thanh niên Việt Nam. Và có nhiều bức tranh nữa tôi sẽ tặng nữa, ví dụ như bức tranh sẽ vẽ là Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đó, tôi sẽ tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ để làm lưu lại một cái thời mà bà mẹ Nguyễn Thị Quế, mặc dù 95 tuổi, Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng vẫn gọi là may những khẩu trang để tặng cho người nghèo. Những cái hình ảnh đó lúc nào cũng động lại trong tim tôi. Và tôi nghĩ rằng mình chỉ làm đóng góp cái phần nhỏ bé và dùng ngôn ngữ màu sắc hội họa để thể hiện tình yêu Sài Gòn theo một cách riêng của mình. Theo họa sĩ Lê Sa Long, anh được nhiều bạn bè động viên hỗ trợ thực hiện triển lãm tranh dự kiến sau dịch. Hiện tại, Lê Sa Long tiếp tục vẽ và giới thiệu tranh trên trang cá nhân và anh cho biết sẽ trích một phần tiền bán tranh để đóng góp quỹ giúp người khó khăn. Việc làm ý nghĩa này là cách để anh tri ân với mảnh đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã gắn bó khoảng 30 năm với đam mê cầm cọ.
Ở bất kỳ thành phố nào, không gian vỉa hè cũng luôn được coi là một phần bộ mặt cảnh quan đô thị, là nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh phát triển của một thành phố. Vỉa hè bên cạnh chức năng chính là không gian đi bộ, còn là nơi chứa đựng hạ tầng ngầm đô thị như là cấp thoát nước, điện hay là cáp quang, cho đến các cột chiếu sáng hè đường, cây xanh, đồng thời cũng là một không gian chung cho cộng đồng sinh hoạt, kết nối trong nhịp sống của đô thị. Tại Hà Nội, câu chuyện vỉa hè không chỉ được quan tâm bởi nhiều vỉa hè thường xuyên được đào bới để làm mới nhưng vẫn không hiệu quả, bị xuống cấp và cũng chẳng ai quan tâm sửa chữa, vá víu cho đẹp hơn, mà còn có những câu chuyện buồn, những hình ảnh không mấy đẹp mắt bởi ý thức trong việc sử dụng vỉa hè của người dân. Vâng, trong khi đó thì lộn xộn, bát nháo, mất trật tự. Người dân ở khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi đã thốt lên khi mà nói đến tình trạng xe chở gỗ răm, đậu đỗ tràn lan trước cảng Dung Quất. Đường giao thông tại khu vực này bị chiếm dụng hoàn toàn, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Để hiểu rõ hơn thì mời quý vị cùng đến với đoạn tổng hợp ngay sau đây. Đây là những hình ảnh trên đoạn đường Tố Hữu chạy qua phường La Khê, quận Hà Đông. Cả một đoạn vỉa hè lát gạch khá đẹp chạy dài. Đến đoạn này do là khu đất chờ xây dựng nên không lát. Và nghiễm nhiên nó lại trở thành một bãi rác chặn dọc theo hướng đi của vỉa hè. Dù Ủy ban Nhân dân phường La Khê có cắm biển nghiêm cấm đổ rác thải phế thải xây dựng, nhưng dường như lại bất lực trước một thực tại. Nơi nào cấm đổ rác thì sẽ trở thành bãi rác mà nhếch nhác mất mỹ quan. Trên đường Phạm Hùng thuộc phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, không khó để bắt gặp nhiều đoạn vỉa hè nghiễm nhiên biến thành những bãi rác công cộng, phần lớn là phế thải vật liệu xây dựng và những đồ dùng gia đình của người dân như tủ gỗ, gương, bệ sứ, nhà vệ sinh, tất cả được vứt ngổn ngang. Nhất là đoạn đối diện với cổng vào làng Đình Thôn, cách bến xe Mỹ Đình chừng 300 m. Cũng cách đó không xa, xuôi về phía ngã tư Mai Dịch, vỉa hè cũng lồi lõm ổ trâu bò cả, bê tông đứt vỡ, gạch lát trồi sụt, chỗ có chỗ không, và thường xuyên có nước tù đọng sát mép vỉa hè. Cả khu vực này thường xuyên bốc lên mùi khai nồng, nhất là đoạn nhà chờ xe buýt và đầu hầm đi bộ sát ngã tư. Những hình ảnh được ghi lại trong video này chỉ phản ánh được một phần nỗi buồn của vỉa hè thủ đô, khi mà một không gian công cộng đang được đối xử thiếu trách nhiệm từ phía các đơn vị, cơ quan xây dựng và quản lý. Từ tâm lý, cha chung không ai khóc, dẫn đến ý thức, hành động thiếu tích cực của một bộ phận người dân. Đã đến lúc, các ban ngành chức năng liên quan đến cơ sở hạ tầng thành phố cần phải tuyên truyền để mỗi người dân đều ý thức được rằng không gian vỉa hè không chỉ là một phần bộ mặt cảnh quan đô thị, mà còn là nơi thể hiện rõ trật tự đô thị và trình độ văn minh phát triển của một thành phố. Từng đoàn xe tải chở gỗ răm ở các nhà máy trên địa bàn Quảng Ngãi và Quảng Nam nối đuôi nhau chờ để xuất hàng. Xe đậu đỗ lộn xộn, chen chúc dày đặc, dàn hàng ngang không còn lối đi cho các phương tiện khác. Các tài xế xe cho biết đến đây từ sáng sớm để chờ xuất hàng, do không có bãi đậu xe nên phải dừng trước cảng chờ đến lượt. Đạo giờ nó thì nó xe có gì thì xe đường xe nó đông quá thì cũng chấp nhận. Mỗi khi có tàu vào nhập hàng, là hàng trăm phương tiện chở răm gỗ dồn về khu vực trước cảng Dung Quất. Các tài xế tranh nhau đậu đỗ bất chấp trật tự an toàn giao thông. Nơi nào thấy trống là tài xế chen xe vào đậu đỗ. Tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng ban quản lý các cảng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chỗ này là khu vực cái lây dốc là lên xuống nè, à, khi tốc độ nó sẽ xuống, di chuyển nó xuống sẽ nhanh hơn, mà khi xe nó ở đây rất là đông và chúng tôi di chuyển theo hướng này nó không có cái kiểu khoảng cách nó rất là gần, nó sẽ dễ pha trộn hơn. Đường trước cảng Dung Quất bị lấn chiếm chục năm nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Một khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong khu vực cảng thì rất khó khăn cho phương tiện chữa cháy vào làm nhiệm vụ. Thank you.
Tiếp tục chương trình là những phản ánh đáng chú ý khác. Bỏ lúa trồng sen tại những vùng trũng đang là mô hình được nhiều nông dân áp dụng tại An Giang. Bình quân cứ một tuần, nông dân bơm nước sạch để trồng sen. Cách làm như thế liên tục từ vụ này qua vụ khác đã đáp ứng mục tiêu kép là vừa chống hạn, vừa có nguồn lợi kinh tế đáng kể. Trồng sen lấy gương trên đất lúa còn là mô hình kinh tế mở ra hướng phát triển sản xuất nông sản sạch trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu. Bởi ngoài nâng cao mức thu nhập, ruộng sen còn góp phần tạo ra cảnh quan môi trường làng quê, thu hoạch sen liên vụ sẽ không còn lao động nông nhàn nên cần thiết phải có quy hoạch theo vùng để chắc chắn đầu ra cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, lâu nay thì chiếc dập chuột đã hỗ trợ người nông dân hiệu quả trong vấn nạn chuột phá hoại mùa màng, gây thiệt hại năng suất lúa của người dân. Không những thế, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang, có một nơi mà dập chuột còn là một cái nghề mà khiến cho người dân ăn nên làm ra, cải thiện đời sống kinh tế gia đình. Bản Cua Pa thuộc huyện miền núi Đắk Rông của tỉnh Quảng Trị, đa số người dân sinh sống trên mảnh đất này là người dân Vân Kiều. Các quán xá ở đây không bán bia rượu, thay vào đó là trưng bày nhiều loại nước đóng chai. Theo tìm hiểu của khán giả Hương Lài, số điện thoại 0943 3 số cuối 559 thì đã gần 20 năm nay không có ai dùng rượu bia nên không bán buôn những thứ nước uống có cồn. Nhiều ngôi nhà trong bản Cua Pa đều có ghi dòng chữ bằng tiếng Vân Kiều với nội dung bản không rượu bia thuốc lá. Mời quý vị cùng ghé thăm ngôi làng đặc biệt này qua đoạn tổng hợp sau đây. Hơn 4 năm nay, ông Trương Văn Dũng, chủ ruộng sen ở vùng đất trũng xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khấm khá hơn nhờ nghề trồng sen. Mô hình trồng sen bán búp vừa có khả năng chống hạn trong mùa nắng nóng, vừa mang lại hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trước đây, khi ruộng đất liên tục đối mặt với lúa bị gãy đổ. Thay vì đông xuân thì ta cũng vẫn là người ta xuống giống lúa, mình thì xuống giống sen. Là khi người ta cắt lúa là bắt đầu mình thu hoạch sen, là thu hoạch dài dài tới hoài luôn. Mình kể như thu hoạch hàng ngày luôn đó. Kinh tế hàng năm nếu mà so con sen với một con lúa là nó sẽ gấp đôi lúa. Khâu chăm sóc là nước đừng để cho bị hư, là nước bị thúi á. Là nếu nước mà thúi á thì cái ngó sen của mình á nó hư luôn. Cây sen được trồng nhiều nơi, thích hợp nhất là vùng đất trũng, trừ vùng khả năng trong mùa nắng bị nhiễm mặn. Tuy nhiên để mang lại hiệu suất cao, ruộng sen cũng cần có bờ bao vững chắc để giữ được mức nước theo kỹ thuật sinh học chọc và phát triển cây trồng. Mỗi tuần, chủ ruộng đều rút nước ra, thay nước sạch vào ruộng để sen không bị thối cũ. Cây và lá sen luôn tươi tốt chính là yếu tố thuận lợi để năng suất búp sen vượt trội. Một vài hộ khác ở An Thạnh Trung giờ đây cũng có nguồn kinh tế đáng kể từ khi chuyển đổi diện tích lúa sang trồng sen. Ngoài nâng mức thu nhập, ruộng sen góp phần tạo cảnh quan môi trường làng quê. Thu hoạch sen liên vụ sẽ không còn lao động nông nhàn, nên cần thiết phải có quy hoạch theo vùng để chắc chắn đầu ra cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Thời điểm này, đến xóm dập chuột thị trấn An Châu, lúc nào cũng nghe tiếng nói cười rôm rả. Tiếng máy làm dập chạy liên hồi để kịp đơn hàng cho bà con săn chuột vào mùa. Ông Nguyễn Văn Dầu năm nay đã 65 tuổi, học nghề từ cha, từ thuở tấm bé. Hiện tại ông là tổ trưởng làng nghề tiếp tục gìn giữ cái nghề của ông cha. Không phân biệt già trẻ, nam nữ, đã sinh ra trong xóm dập thì ai cũng biết làm dập chuột. Dập có nhiều loại, dập đường, dập cống, dập nhất, dập 10, sau này còn có cả dập hai hom. Trung bình mỗi ngày người dân nơi đây làm ra được trên 1.000 chiếc dập, mỗi chiếc có giá 34.000, lợi nhuận thu về khoảng 250.000 đồng. Nếu mà nói về xa xưa thì có ông bà truyền lại, nhưng mà tôi hồi nhỏ tới lớn là tôi lớn lên là tôi đã biết cái làng nghề này rồi. Cái động lực là mến nghề, yêu nghề, mà già cả rồi đi bằng mướn không được, thành ra duy trì cái nghề này là làm hoài vậy thôi. Trước đây dập được làm bằng cách bện dây chì rất khó khăn, sau này nhờ sự sáng tạo chịu khó, ông Dầu cùng người trong xóm nghiên cứu chế tạo ra máy chặt sắt, máy cắt lưới, hiệu quả và năng suất công việc từ đó cũng được tăng lên, tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn nhất định.
làng nghề hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là vào thời điểm thu hoạch lúa để bẫy chuột phá hoại mùa màng. Hơn nữa, chuột đồng là loại đặc sản rất được ưa chuộng, tạo ra nhiều món ăn ngon cũng như là sinh kế đối với người mưu sinh bằng nghề bắt chuột đồng. Thông thường, mỗi người đều trang bị cho mình khoảng 300 bẫy chuột. Việc đặt bẫy chuột cũng nhiều vất vả, bởi người săn chuột phải biết đường di chuyển của chuột đồng, địa điểm đặt là bờ đê của các cánh đồng, thời gian đặt là các buổi trưa đến 2 giờ sáng hôm sau sẽ đi thăm bẫy. Mỗi ngày, một người bắt ít nhất là 20kg chuột đồng, giá bán tại chỗ là 40.000 đồng một kg. Riêng tại các chợ, chuột đồng có giá khá cao 70.000 đồng một kg, giúp người săn chuột có thu nhập hơn 500.000 đồng mỗi ngày. Nếu em đi qua tới Hòa Lạc hay là Phú Vĩnh, Tân Châu, còn Long Nhà thì nói chung biên giới trở ở đây thì ở Thường Phước 1, Phước 2, về Tân Hội, vòng vòng vậy đó, Long Nhà. Nói chung một sọt gì đó là xe này của tôi hết, hai sọt này là 320 cái. Làng nghề dập chuột An Châu cung cấp cho khắp các tỉnh miền Tây những chiếc dập chất lượng, hỗ trợ người nông dân trong việc đồng áng, đồng thời cải thiện cuộc sống người dân nơi đây và lưu giữ lại nét độc đáo của cái nghề mang đậm chất miền Tây. Người có công lao lớn nhất trong việc vận động được tất cả người dân ở bản Cupua bỏ rượu là ông Hồ Đệ Nót, sinh năm 1974, nguyên trưởng bản Cupua. Ông cho biết khi còn trẻ, bị nghiện rượu, bỏ bê gia đình. Suốt ngày ông rủ bạn bè tụ tập ăn nhậu, đến khi không nhậu nổi nữa thì mới về. Đến lúc lập gia đình, có con, ông cũng không thay đổi. Mọi việc từ nương rẫy đến việc nhà đều do một tay vợ ông càng đáng. Sau khi nhìn lại, Enos tự thấy mình mất mát quá nhiều. Sợ vợ bỏ, các con căm ghét, Enos đã vực dậy, bỏ được rượu và giúp bản Cupua nói không với rượu bia. Theo Enos, ông đã được đào tạo kiến thức về y tế. Và năm 2002, sau khi bỏ được rượu, ông được dân làng tin tưởng giao phụ trách y tế thôn, kiêm luôn chức chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Cupua. Nhận thấy đàn ông suốt ngày chỉ biết nhậu, không biết làm việc, khiến gia đình thiếu thốn. Người phụ nữ thì phải chịu thua thiệt, bởi hết giờ làm việc nương rẫy lại phải trở về nhà, tất bật lo việc nhà chăm sóc con. Hiện tại chưa là thôn Cupua là 100% là người đàn ông là giúp đỡ vợ con hết. Trước đây là không có cái chuyện mà giúp đỡ vợ con. Đặc biệt là vợ đi làm chỉ làm trong là cửa nhà, có khi là tổ chức đám cưới đám hỏi rồi là phải một tuần hoặc là hai tuần mà về một lần. Có khi về nhà, có khi là không về luôn. Cho xong khi nào mà xong việc luôn là về thì ngày nào cũng điều kiện. Nhưng bữa nay thì đám cưới về một cái là cùng vợ cùng con đi làm ăn, việc kiếm ăn để giúp đỡ cho con cái, rồi con đi học đi hành, rồi cũng sáng nào cũng đưa con đi học hết. Vợ là ở nhà là nấu ăn, rồi xong rồi đi làm, cùng hai vợ chồng cùng đi làm. Tôi cũng thật là rất là vui vì cái đó là cũng là một cái kết quả trong cái thời gian nó nỗ lực để tuyên truyền cho bà con về phòng chống không rượu bia thuốc lá thì cũng là đỡ. Nó tổ chức cho người dân tham gia các cuộc họp trong cụm ở bản, mỗi hộ tham gia nộp quỹ 1.000 đồng một tháng. Ai ốm đau sẽ mua bánh kẹo và cử người thăm nom, động viên các hội viên. Đến ngày hội đại đoàn kết sẽ khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu. Enos luôn được dân bản tin tưởng bởi anh luôn quan tâm giúp đỡ mọi người lúc hoạn nạn. Gia đình ai có người bệnh, Enos sẵn sàng bỏ việc nhà đến và cùng hộ tống đến viện để giúp các thủ tục giấy tờ. Đối với các hộ khó khăn, Enos tìm cách lo chi phí đến bệnh viện, tuyến huyện, tuyến tỉnh. Enos được nhiều người tin tưởng và quý mến. Từ tuyên truyền vận động ở các cụm không được rượu bia, dần dần nhiều cụm trong bản Cupua đã không uống rượu. Đến nay 100% người dân ở bản Cupua đã nói không với rượu bia. Tới đây thì chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.